Kính thưa quý vị, được biết rằng nhà hoạt động chống BOT bẩn Hà Văn Nam đã từ chối luật sư. Đây là tin từ Hà Nội. Ngày 21 tháng 5 năm 2019, nhà hoạt động chống BOT bẩn Hà Văn Nam, người đang bị tạm giam bởi công an của Bắc Ninh, đã từ chối sự trợ giúp pháp lý của luật sư. Thông tin trên được gia đình của anh Nam cung cấp cho luật sư Trần Thu Nam, là một trong 6 luật sư sẵn sàng hỗ trợ pháp lý cho anh trong phiên tòa sắp tới đây xử anh về cáo buộc gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Kính thưa quý vị, anh Hà Văn Nam sinh năm 1980 là một trong những hoạt động tích cực phản đối BOT bẩn như Bắc Thăng Long, Nội Bài, Tân Đệ, Nam Định. Do những hoạt động của mình, anh đã từng bị bắt cóc và đánh đập với nhiều thương tích ở trên người vào cuối tháng 1 năm nay. Vào đầu tháng 3, thì anh đã bị công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến bắt anh tại nhà riêng ở Hà Nội với cáo buộc trên. Anh sẽ phải đối mặt với mức án tù cao nhất là 7 năm nếu như bị kết tội. Đây là một vụ án ngụy tạo bởi công an Bắc Ninh để nhằm loại anh ra khỏi phong trào chống BOT bẩn và đe dọa các đồng đội của anh. Sau khi anh bị bắt, đã có 6 luật sư tự nguyện nhận bào chữa cho anh. Do vậy, việc anh từ chối luật sư rất có thể là do sức ép của công an lên anh và gia đình. Được biết rằng vợ anh là một cán bộ quân đội và đã từ chối mọi sự trợ giúp của nhiều người hoạt động khác. Trong 2 ngày 11 và ngày 20 tháng 5, khi có nhiều người hoạt động chống BOT bẩn tập trung tại khu thu phí Bắc Thăng Long, nội bài để phản đối việc thu phí trái phép ở đây, công an của huyện Sóc Sơn đã thẳng tay đàn áp, đánh đập và bắt giữ hàng chục người, tra hỏi họ trong nhiều giờ trước khi trả tự do cho họ. Có ít nhất là 10 người đã bị phạt hành chính mỗi người 2 triệu rưỡi đồng đã vì cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức. Được biết rằng cho đến nay, Việt Nam đã có khoảng 90 dự án giao thông dạng BOT xây dựng điều hành chuyển giao và hàng chục trạm thu phí được nhà đầu tư đã cố tình đặt sai chỗ nhằm thu phí cả từ phương tiện không sử dụng dịch vụ mà nhà đầu tư tạo ra. Tất cả các trạm thu phí này đều là sân sau của một số quan chức cao cấp của chế độ